Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chúa Nhật ngày 7 tháng 11, Chúa Nhật thứ 32 thường niên, năm Phụng vụ B, ý lễ những đồng tiền của bà quá nghèo. Các ngày lễ trong tuần này gồm có: thứ ba, ngày 9 tháng 11, lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano, lễ kính. Thứ tư, ngày 10 tháng 11, Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thứ năm, ngày 11 tháng 11, Thánh Martino Tantours, Tiến sĩ. Thứ sáu, ngày 12 tháng 11, Thánh Josaphat, Giám mục Tử Đạo. Thứ bảy, ngày 13 tháng 11, Thánh Francisco Xavier Cabrini, Đồng Trinh. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý vị và anh chị em cùng hiệp ý với linh mục chủ tế cầu nguyện cho các ý chỉ sau. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Cecilia Nguyễn Thị Phin, linh hồn Anna Trần Thị Suy, linh hồn Joan Bautista Nguyễn Văn Ngư, linh hồn Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, linh hồn Giuse Randy Nguyễn Thành Quang, linh hồn Anna Maria Trần Thị Lý, linh hồn Tomaso Nguyễn Văn Thu, linh hồn Giuse Nguyễn Hữu Thêm, linh hồn Giuse Nguyễn Minh Chiến, linh hồn Maria Đỗ Thị Liên, linh hồn Luca Võ Văn Lý, linh hồn Phêrô Trương Công Hòa, linh hồn Giuse Hoàng Tâm Hải, linh hồn Anna Nguyễn Thị Cội, linh hồn Maria Goretti Trần Nguyễn Kim Anh, linh hồn Marco Nguyễn Văn Ánh, linh hồn Maria Mai Thị Hoa, linh hồn Phaolô Nguyễn Văn Diệu. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời tại Mỹ, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Ánh, linh hồn Rocco Phạm Định, linh hồn Teresa Vũ Thị Sáng, linh hồn Maria Hoài Hương, linh hồn Phaolô Phùng Ái Quốc. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời tại Úc, linh hồn Joan Bautista Mai Đức Thành, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nghiêm, linh hồn Maria Nguyễn Thị Ba. Xin cầu cho các linh hồn nhân ngày lễ dỗ 100 ngày, linh hồn Maria Vũ Thị Nhung, linh hồn Giuse Trần Hữu Cần, linh hồn Maria Đặng Thị Kim Oanh, linh hồn Phêrô Trần Khải Hồng. Lễ dỗ 1 năm, linh hồn linh mục Martino Phạm Hữu Lễ. Lễ dỗ 2 năm, linh hồn Maria Vũ Thị Nhường. Các lễ dỗ khác: linh hồn linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sang, linh hồn linh mục Domenico Nguyễn Hữu Chương, linh hồn Jacobe Nguyễn Văn Chúc, linh hồn Maria Tưởng Thị Danh, linh hồn Phaolô Nguyễn Hữu Kinh, linh hồn Maria Ngô Thị Thản, linh hồn Philippe Nguyễn Văn Ba, linh hồn Anne Hồ Thị Mười, linh hồn Maria Nguyễn Thị Danh, linh hồn Philippe Nguyễn Văn Hòe, linh hồn Jacobe Nguyễn Văn Lành, linh hồn Maria Nguyễn Thị Gương, linh hồn Maria Nguyễn Thị Biên, linh hồn Philippe Nguyễn Bốn, linh hồn Philippe Nguyễn Văn Lộc, linh hồn Maria Đặng Thị Thà, linh hồn Maria Nguyễn Thị Diên, linh hồn Phêrô Nguyễn Hữu Lương, linh hồn Lucia Nguyễn Thị Thống, linh hồn Isabel Nguyễn Thị Yến, linh hồn Giuse Lê Chánh, linh hồn Giuse Hoàng Xuân Rục, linh hồn Maria Hoàng Thị Rớt, linh hồn Maria Hoàng Thị Nga, linh hồn Giuse Trần Phúc Tường, linh hồn Giuse Trần Thiện Thuật, linh hồn Rosalie Nguyễn Kim Liên, linh hồn Giuse Hoàng Phúc Tự, linh hồn Teresa Trần Hoàng Xuân Huyên, linh hồn Phêrô Hoàng Bá Lân, linh hồn Giuse Hoàng Kim Khánh, linh hồn Giuse Hoàng Vĩnh Phúc, linh hồn Giuse Hoàng Trí Lực, linh hồn Giuse Hoàng Duy Hinh, linh hồn Giuse Hoàng Duy Hanh, linh hồn Giuse Hoàng Duy Mỹ, linh hồn Giuse Vũ Đức Chiểu, linh hồn Maria Trần Thị Lực, linh hồn Maria Trần Thị Y, linh hồn Maria Hoàng Thị Liên, linh hồn Maria Hoàng Thị Đoá, linh hồn Maria Hoàng Thị Huệ, linh hồn Maria Hoàng Thị Hinh, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Thơm, linh hồn Maria Nguyễn Thị Nhiệm, linh hồn Agatha Nguyễn Thị Rô, linh hồn Matia Hồ Hiển, linh hồn Agatha Hồ Thị Minh Tâm, linh hồn Phêrô Lê Đức Hoàng, linh hồn Agatha Hồ Thị Minh Hoàng, linh hồn Jacobe Hồ Minh Hòa, linh hồn Maria Bích Thủy, linh hồn Maria Nguyễn Thị Thọ, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Khuê, linh hồn Anton Đinh Văn Viên, linh hồn Phêrô Phan Ngọc Châu, linh hồn Anton Trần Cao Đảng, linh hồn Dominico Nho, linh hồn Maria Mata Huê,
linh hồn Vincent Trương, linh hồn Dominico Hiếu, linh hồn Giuse Vinh, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nghiêm, linh hồn Maria Nguyễn Thị Ba, linh hồn Rocco Phạm Định, linh hồn Teresa Vũ Thị Sáng, linh hồn Anna Nguyễn Thị Mang, linh hồn Anna Trần Thị Xuyến, linh hồn Matthew Nguyễn Huệ, linh hồn Katarina Nguyên, linh hồn Joan Trần Nguyễn Thanh Huy, linh hồn Maria Nguyễn Thúy Liên, linh hồn Maria Nguyễn Thị Ghi, linh hồn Maria Đoàn Thị Thanh Kiều, linh hồn Đa Minh Lê Anh Tuấn, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Thiệt, linh hồn Đa Minh Vũ Khắc Kiểm, linh hồn Maria Đinh Thị Chuyến, linh hồn Teresa Trần Thị Hương, linh hồn Đa Minh Thân, linh hồn Maria Nhiễu, linh hồn Giuse Nguyễn Tiến Đức, linh hồn Katarina Đẩu, linh hồn Anna Sương, linh hồn Doan Kim Ni, linh hồn Katarina Ni, linh hồn Giuse Vũ Đức Phan, linh hồn Giuse Nguyễn Hữu Chương, linh hồn Maria Nguyễn Thị Sen, linh hồn Maria Vũ Thị Cúc, linh hồn Anna Vũ Thị Tuyết Nga, linh hồn Giuse Nguyễn Tiến Đức, linh hồn Giuse Vũ Đức Khang, linh hồn Teresa Phan Thị Nghĩa Hương, linh hồn Maria Vũ Thị Soi, linh hồn Teresa Đào Tiểu Khanh, linh hồn Giuse Hoàng Văn Năm, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Sen, linh hồn Phêrô Hà Hoàng Khang, linh hồn Simon Vũ Văn Đức, linh hồn Marta Trần Thị Liềm, linh hồn Huỳnh Thị Mộng Hường. Lễ cầu hồn: 11 linh hồn Giuse, 1 linh hồn Doan Kim, 1 linh hồn Dominico, 1 linh hồn Isabe, 1 linh hồn Maria Margarita, 1 linh hồn Jacobe, 7 linh hồn Maria, 3 linh hồn Marta, 1 linh hồn Anton, 1 linh hồn Andre, 10 linh hồn Anna, 1 linh hồn Joan Bosco, 1 linh hồn Dominico, 2 linh hồn Francisco Xavier, 13 linh hồn Ferro, 3 linh hồn Paulo, 3 linh hồn Vincente, 1 linh hồn Madeline, 4 linh hồn Teresa, 1 linh hồn Joan Paulo, 1 linh hồn Rosa, 1 linh hồn Madalena. 14 gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại. 11 gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. 8 gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Xin cầu cho các linh hồn đã qua đời vì COVID-19. Xin cầu cho các linh hồn đã qua đời trong thiên tai và chiến tranh. Các ý lễ khác: 5 gia đình xin lễ tạ ơn. 1 gia đình xin cho gia đình cháu út được sum họp. 5 gia đình xin ơn bình an. 1 gia đình xin cho con trai có sức khỏe, học hành tấn tới. 1 gia đình xin ơn hoán cải. 1 gia đình xin ơn chữa lành. 1 gia đình xin ơn như ý. Xin ơn chữa lành các bệnh nhân COVID-19. Xin cho Việt Nam, cách riêng cho Sài Gòn và thế giới sớm thoát khỏi dịch bệnh COVID-19. Xin cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các bác sĩ, nhân viên y tế, thiện nguyện viên và các nhân viên tuyến đầu được bình an trong khi phục vụ. Xin cho những người đang gặp khó khăn được giúp đỡ về vật chất và tinh thần. Con bước lên bàn thờ Chúa, gần bên Chúa, tâm hồn con dâng vui thành thơi. Nơi dành Chúa toàn năng tác sinh đất trời, tràn ơn phúc cứu độ muôn người. Đây lễ vật hy sinh, con Chúa Trời huy linh dâng mình trên thánh giá. Nay tiến dâng trên muôn bàn thờ, đầy bánh thơm đầy ly rượu nồng, lễ vật vẹn sạch chính trong. Con bước lên bàn thờ Chúa, gần bên Chúa, tâm hồn con dâng vui thành thơi. Nơi dành Chúa toàn năng tác sinh đất trời, tràn ơn phúc cứu độ muôn người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng
cha. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em, và xin kính mời tất cả chúng ta cùng dâng thánh lễ tạ ơn của Chúa Nhật thứ 32 mùa thường niên. Con xin dâng thánh lễ này để cầu nguyện theo ý chỉ của quý ông bà, anh chị em xin gửi về Việt Catholic. Và trong thánh lễ hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường trước mặt Chúa để được Thiên Chúa chúc phúc. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta xin Chúa thánh tẩy tâm hồn chúng ta, tha thứ tất cả lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đầy xa những gì cản bước tiên chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Ngày ấy, ngôn sứ Elia đứng dậy đi Sarepta.
Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn, đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn, lấy cho tôi miếng bánh nữa." Bà trả lời: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh, tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." Ông Elia nói với bà: "Đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi. Rồi sau đó, bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất." Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen 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 Chúa. Thiên Chúa trả quyền lời cho ai bị áp bức. Thiên Chúa ban lương thực của người cho những ai đói nghèo. Thiên Chúa cứu mọi tù nhân và thương giải thoát. Vì Chúa rất công bình, hồn tôi ơi hãy ca khen Người. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa đã mở mắt cho kẻ mù tôi. Thiên Chúa cho những người bị khom lưng đứng lên ngay thẳng. Thiên Chúa yêu chuộng tất cả hiền nhân công chính. Và Chúa thương phụ trợ kia là muôn những khách ngoài kiều. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa giúp người mồ côi qua phù yêu đuối, nhưng phá vỡ mưu đồ của kẻ gian ác tâm quân thù. Thiên Chúa nắm quyền làm vua ngàn muôn muôn thôi,
Này hỡi Sion người, người là vua của người muôn đời. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Bài trích thư gửi tín hữu Happy. Thưa anh em, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến thế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
có một thương gia trẻ tuổi rất thành công về mọi mặt, nhất là về kinh tế, giống như anh Trúc của Việt Catholic chúng ta vậy. Nhưng cái anh này không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã đạt được, mà muốn khuếch trương ra, muốn làm thiệt là giàu, thiệt là nổi tiếng. Thế là anh đầu tư tất cả những cái gì anh có vào một cái công việc làm ăn. Và không ngờ khi anh đầu tư như vậy thì đại dịch corona nó tới. Chỉ sau mấy tháng anh trở về tay trắng. Buồn quá, anh cầu nguyện với Chúa. Và trong lúc anh cầu nguyện như thế thì anh thấy Chúa hiện ra nói với anh. Thì anh mới thắc mắc: lạy Chúa, con nhớ đâu đó trong Kinh Thánh có dạy rằng đối với Chúa một phút giống như là một triệu năm, có đúng không? Chúa trả lời: con nói đúng, đối với ta là như thế, bởi vì ta là chủ thời gian. Anh hỏi tiếp: vậy thì thưa Chúa, đối với Chúa một đô la cũng giống như một triệu đô la, phải không? Chúa nói: đúng vậy, bởi vì ta là chủ tất cả thế giới này. Anh mới nói: lạy Chúa, vậy thì xin Chúa cho con một đô la của Chúa đi, để con làm vốn. Chúa nói: được, ta sẽ cho con, nhưng con chờ ta một phút. Còn đâu nữa mà chờ, triệu năm sao chờ được. Trong cái bài đọc tin mừng hôm nay, nó diễn ra trong khung cảnh giống như là cái đền thờ, cái nhà thờ của chúng ta vậy. Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho đám đông dân chúng và có các môn đệ. Và Chúa Giê-xu quan sát, thấy một cái hình ảnh nó rất là trái ngược nhau. Một bên là các kinh sư, là những người thầy dạy của dân Do Thái, thông luật, mặc áo súng xính như các cha như thế này, đi qua đi lại, tỏ ra mình là người đạo đức, tỏ ra là mình là người cầu nguyện tốt lành. Rồi phía đằng xa, ngay thùng tiền của đền thờ, Chúa Giê-xu thấy một bà quá nghèo nàn, đi vào bỏ vào trong đó 2 cái đồng kẽm bằng 1/4 đồng xu thôi. Và Chúa Giê-xu dạy các môn đệ rằng mấy cái người luật biệt, mấy cái người kinh sư này không những là không được ơn ích gì, mà còn sẽ bị phán xét một cách khắt khe. Còn bà quá này được hưởng tất cả những gì của Thiên Chúa, bởi vì bà đã dâng cúng tất cả những gì bà có, cho dù là 2 đồng kẽm thôi, mà 2 đồng kẽm đó là để nuôi thân của bà. Và Chúa Giê-xu kết luận là bà đó đã được ơn nghĩa với Chúa, còn các kinh sư kia không được gì cả. Tương tự như vậy, trong cái bài đọc một, chúng ta cũng nghe về một cái câu chuyện của tiên tri Elia được Chúa sai đến cái thành Sarepta, cái vùng Sidon, là một cái vùng dân ngoại, không phải là dân Do Thái. Trong cái thời đó có một cái dân chúng phải chịu cái cảnh đói kém, bởi vì bị hạn hán hơn 3 năm 6 tháng. Mà tiên tri Elia được gửi tới với một cái bà quá này để bà nuôi ổng. Và ông tới thì ông thấy cái bà này đang có đi làm củi để về làm bánh. Thì ông mới nói là: bà về làm cho tôi cái bánh và đem cho tôi ít nước. Bà cũng thú thật luôn, bà nói là: tôi thề trước mặt Chúa của ông, chứ mà là Chúa của tôi nha, bà này ngoại giáo, Chúa của ông, nói tôi thề trước mặt Chúa của ông,
tôi không còn cái gì nữa hết, chỉ còn chút xíu bột à, một chút xíu dầu thôi. Tôi đi lượm củi này về, tôi sẽ làm cái bánh hai mẹ con tôi ăn xong và chờ chết. Elia mới nói, không, bà cứ về làm đi. Và bà này đã tin và đã yêu thương cái ông Elia này, biết là ông đã đi trên cái đường xa đói kém rồi, về làm bánh và đem nước ra cho ông. Và cái lời hứa của Chúa được thực hiện nơi bà, là cái hũ rượu không bao giờ, cái hũ bột không bao giờ hết. Không phải hũ rượu nha anh Trúc, hũ bột không bao giờ hết, và cái vò dầu cũng không bao giờ cạn. Và nhờ cái lời hứa đó mà bà này đã nuôi ông Elia, đứa con và bà qua được cái nạn đói. Trong lúc đó dân Do Thái là dân Chúa chọn lại phải chịu đói kém. Bởi vì làm sao? Bởi vì đã không sống trọn nghĩa với Chúa và đi ngược lại thờ ngẫu tượng. Mà ngẫu tượng là cái gì? Ngẫu tượng là của cải vật chất. Vậy thì qua hai cái bài đọc này, chúng ta học ra bài cái điều gì để cho chúng ta học đây? Thứ nhất, đó là Thiên Chúa cần tấm lòng đơn sơ, chân thật, chứ không phải lòng đạo đức giả dối bề ngoài. Trong cái thời đại dịch này, chúng ta thấy có biết bao nhiêu người chia cơm sẻ áo với những người thiếu thốn, và họ làm những cái việc đó một cách quảng đại, chân thành. Nhưng chúng ta cũng thấy có nhiều người đi làm việc từ thiện để khoách trương cái danh của mình lên, đi làm việc chụp hình quay phim để đem cái danh của mình lên trên truyền thông đại chúng. Và còn tệ hơn nữa, có những người khuếch trương danh mình bằng cách tố cáo và chỉ trích người khác và hạ bệ những cái người cũng đi làm việc giống như mình. Thế thì cũng giống như Chúa nói với cái kinh sư vậy, các con không được cái gì hết mà còn sẽ bị xét, phán xét một cách công bình. Vì Chúa đã dạy rằng khi bố thí, các con đừng có để cho tay trái biết việc tay phải của các con làm, kẻo luống công vô ích. Cái bài học thứ hai là cái của lễ quan trọng hơn đối với Thiên Chúa là cái sự hy sinh vì tình thương, chứ không phải là người ta hay gọi là lễ mập lễ béo. Trong đời sống thiêng liêng, có lúc chúng ta cũng chuộng hình thức bề ngoài và đánh mất cái đời sống đạo theo tinh thần của Chúa Giêsu. Vì cạnh tranh, vì tự mãn, có khi chúng ta sẵn sàng bỏ ra hàng chục, hàng trăm tỷ để xây dựng nhà thờ cho nó uy nga, cho nó lộng lẫy. Và có khi chúng ta sẵn sàng chi tiêu rất là nhiều tiền cho việc tổ chức nghi lễ theo cái tinh thần gọi là hoành tráng của người đời. Trong lúc đó chúng ta quên mất lời dạy của Chúa Giêsu: Thiên Chúa cần tấm lòng chứ không phải của lễ. Chúa Giêsu đến để làm điều đó, đã hiến thân của mình để làm cái của lễ cho Thiên Chúa, như bài đọc 2 chúng ta nghe. Qua đó thế giới này được ơn cứu độ. Tất cả mỗi một người chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi theo gương của Đức Kitô để sống tinh thần bác ái, tinh thần hiền hòa và tinh thần biết cho đi. Chúng ta cũng được mời gọi theo gương các bà quá trong các bài đọc hôm nay, biết sống chân thật, kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác như chính mình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. Trong tinh thần đó, giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép chữa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, nhờ Đức Giêsu Kitô vị Thượng Tế đang hiện diện trước nhan Chúa vì chúng ta, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lo âu, những nhu cầu và lòng đại độ của con người với lòng khiêm nhường và nghèo hèn như các bà quá trong Kinh Thánh. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Còn bà quá này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Xin cho các tín hữu luôn ý thức rằng tham dự thánh lễ chính là tham dự vào hành động tế lễ của Chúa Giêsu và ban tặng chính mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bà đi làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Xin cho các người giàu và nghèo, các nước giàu và nghèo luôn giữ được một tâm hồn đại độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc cho những ai nghèo khổ. Xin cho những người nghèo hèn cùng khổ luôn tin tưởng vào Chúa, vì Chúa là đứng họ có thể chờ đợi tất cả, và đồng thời cũng là đứng rất xứng đáng để họ hiến dâng tất cả. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn đặt niềm tin cậy vào Chúa, để xin Người ban cho chúng ta lương thực hàng ngày và biết lấy đức ái làm chứng cho đức tin khi chia sẻ cơm áo cho người cùng khổ nghèo hèn, nhất là những người đang gặp khó khăn trong thời gian đại dịch COVID-19. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha đầy lòng yêu thương của chúng con, chúng con đang họp nhau đây để tôn thờ Chúa và dâng lời cầu nguyện. Chúng con đến đây không phải để chu toàn lề luật, nhưng để hiến dâng lễ, dâng lên Chúa một lễ tế duy nhất đẹp lòng Chúa là Đức Giêsu Kitô Con một Chúa. Và cùng với Ngài, xin cho chúng con biết hiến dâng tất cả cho Chúa và cho anh chị em của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hồi thánh Chúa tiên dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thâm giá, chúng con biết đem cả hồn lẫn xác lành nhân hồng ân phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa thương đau binh, trời đơn đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống,
Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục giao phần chúng con, toàn thể hằng giáo sĩ, tu sĩ và tất cả gia đình của Chúa. Xin Chúa nhớ đến các linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong thánh lễ này, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những người đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh và gia đình chúng con được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng ông bà anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta cùng chúc bình an cho nhau. Thank you.
trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự, và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể, xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cảm ơn anh chị em đã tổ chức thánh lễ này.
cho Việt Catholic và xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, đặc biệt ca đoàn. Hát rất hay, cảm ơn rất là nhiều. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mỗi một người chúng ta. Chúa ở cùng ông bà anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc ông bà anh chị em bình an. Tạ ơn Chúa. Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi, cho hồn con vui sâu bên Mẹ muôn đời. Khúc ca dâng tiễn Mẹ ngát bay tựa hương trầm. Lời ca con vang vang, hoa y thơ chiều mến. Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi, cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn chúng con trong cậy đức thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thứ thôn. Đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang, hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy đức thân trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thân cực tinh đức thân Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.